Chuyến đi đầu tiên của ông Trump sau vụ ám sát hụt tiết lộ thay đổi chiến lược lớn. Động cơ của nghi phạm ám sát ông Trump là gì? Sau khi ông Trump bị bắn, tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ hạ nhiệt. Tiết lộ sốc về tình trạng thực sự của tổng thống Zelensky ngay lúc này. Israel không kích Gaza, đưa tất cả thủ lĩnh Hamas vào danh sách tử hình. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, một ngày sau khi trở thành mục tiêu ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Milwaukee, bang Wisconsin để tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Ông Trump cũng tiết lộ đã viết lại hoàn toàn bài phát biểu tại đại hội. Hãng tin AP ngày 15 tháng 7 cho hay, máy bay chở cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống Milwaukee vào hôm 14 tháng 7, một ngày trước khi đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra để chính thức bầu ông làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng. Trước đó, cùng ngày, theo hãng tin Reuters, đoàn xe chở ông Trump đã tới phi trường Newark để lên máy bay rời New Jersey đến Milwaukee thuộc bang Wisconsin. Dự đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa là nguyện vọng được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ trong tuyên bố thứ hai trên mạng xã hội True Social sau vụ xả súng nhằm vào cuộc vận động tranh cử của ông ở Pennsylvania. Ông Trump cho biết ông đã viết lại hoàn toàn bài phát biểu tại đại hội. Bài phát biểu mới sẽ tập trung vào thông điệp đoàn kết thay vì chỉ trích các chính sách của đương kim Tổng thống Joe Biden. Ông Trump khẳng định, bài phát biểu mà tôi đọc vào ngày 18 tháng 7 sẽ vô cùng đáng chú ý. Nếu vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania không xảy ra, đó sẽ là một trong những bài phát biểu đáng kinh ngạc nhất. Cựu tổng thống Donald Trump cũng phát biểu với tờ The Washington Examiner rằng, thành thực mà nói, bài phát biểu vào hôm thứ năm tới sẽ hoàn toàn khác. Đó là cơ hội để gắn kết đất nước. Tôi đã được trao cơ hội đó. Ông Trump cho hay Thực tế, những gì xảy ra vào hôm 13 tháng 7 chỉ mới bắt đầu và ông mô tả khoảnh khắc nhìn xuống đám đông sau khi nhận ra mình bị bắn. Năng lượng đến từ những người đó và thời điểm đó họ chỉ đứng đó, thật khó diễn ra cảm giác đó như thế nào. Nhưng tôi biết thế giới đang nhìn vào, tôi biết lịch sử sẽ phán xét điều này và tôi phải cho họ biết chúng ta vẫn ổn. Ông Trump cũng dự kiến sẽ tiết lộ người đồng hành trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 là Corey Lewandowski cũng cho biết, mọi thứ đã thay đổi và thế giới đã thay đổi sau khi ông Trump bị bắn vào hôm 13 tháng 7. Theo ông Lewandowski, bộ máy chiến dịch tranh cử hiện tại của ông Trump buộc phải suy nghĩ lại mọi thứ đang diễn ra, từ các bài phát biểu của cựu tổng thống cho tới phát biểu của các ứng viên phó tổng thống và cả những người khác. Ông Lewandowski nhấn mạnh, vụ ông Trump bị bắn về cơ bản đã thay đổi động lực của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cho đến nay, mọi thông tin về nghi phạm bắn ông Trump hôm 13 tháng 7 vừa qua vẫn hoàn toàn mù mờ, không ai rõ đâu là động cơ thực sự của tay súng này. Nghi phạm bắn ông Trump được xác định là Thomas Matthew Cruz, một thanh niên 20 tuổi sống tại quận Beaver Park, bang Pennsylvania. Người này đã nổ ít nhất 8 phát súng nhắm vào cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Ông Trump đã an toàn và Cruz đã chết tại hiện trường. Các nỗ lực điều tra đang được tiến hành. Theo hãng tin AP ngày 15 tháng 7, cơ quan thực thi pháp luật thực tế đã chú ý tới Cruz vì họ nhận thấy người này hành động kỳ lạ bên ngoài sự kiện vận động tranh cử. Họ tìm kiếm Cruz khắp nơi nhưng không gặp vì nghi phạm này đã có thể lên mái nhà và sau đó nổ súng. Cụ thể, một số người tham gia buổi vận động tranh cử đã báo cáo với cảnh sát địa phương rằng Cruz có hành vi đáng ngờ và tiến gần tới máy đo từ trường. Sau đó, họ cũng thấy Cruz treo lên một cái thang nhưng không thể tìm ra. Thậm chí, theo lời cảnh sát trưởng Michael Sloop của thành phố Butler, Pennsylvania, chia sẻ với AP, có một viên cảnh sát đã leo lên mái nhà và gặp Cruz. Tuy nhiên, không có gì bất thường xảy ra và Cruz nổ súng sau khi viên cảnh sát ấy vừa quay về. Mật vụ Mỹ bắn chết Cruz tại hiện trường và Cục Điều tra Liên bang FBI đang điều tra theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố trong nước. Theo FBI, Cruz có vật liệu chế bom trong chiếc xe nghi phạm này lái tới hiện trường. FBI cũng tin rằng người này hành động một mình và không có đồng phạm. Giả soát tài khoản mạng xã hội của nghi phạm, các điều tra viên cũng không thấy biểu hiện bạo lực hay bất kỳ dòng bình luận nào mang tính đe dọa. Từ đó, việc tìm ra động cơ gây án đang gặp khó khăn. Trong hai ngày qua, báo chí và cơ quan điều tra cũng gặp thân nhân và bạn bè của Cruz, song không thu thập được tín hiệu khả nghi nào. Những người bạn học phổ thông cùng Cruz trước đây chỉ dừng lại ở việc mô tả nghi phạm là người cô đơn, có bị bắt nạt ở trường nhưng không quá đặc biệt. Họ đa phần sốc và không thể hiểu nổi vì sao lại xảy ra chuyện bán ông Trump. Nhìn chung, tới nay chưa có nhiều thông tin được công khai về động cơ của Cruz, cũng chưa có tình tiết nào đáng ngờ được báo chí nhắc tới. Theo Euronews, trong ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đưa ra những nhận định về vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Pennsylvania. Ông Fico cho biết kịch bản giữa vụ ám sát của tôi và vụ nổ súng nhắm vào ông Trump rất tương đồng. Nếu kẻ tấn công ông Trump nói tiếng Slovak, hắn sẽ đọc các tờ báo địa phương để sắp xếp mọi việc. Tôi nghĩ rằng đây là một âm mưu chính trị nhắm vào ông Trump. Vào ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Fico đã bị bắn 4 phát đạn ở vùng bụng, ngực và chân khi đang gặp gỡ người dân, thị trấn Handova. Ông Fico sau đó đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước khi được chuyển về nhà để theo dõi. Không may mắn như ông Trump, sức khỏe của ông Fico đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vụ ám sát. Thủ tướng Slovakia mới chỉ trở lại làm việc từ đầu tháng 7. Sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều người đã tỏ ra lo ngại và đặt ra nghi vấn về việc làm thế nào một tay súng bắn tỉa có thể hành động trên một sân thượng chỉ cách bục diễn thuyết ngoài trời nơi ông Trump đứng khoảng 150 mét. Chỉ vài giây sau khi loạt tiếng súng vang lên, các nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ, USS đã tiêu diệt được nghi phạm. Thi thể của hắn gục ngay trên nóc một mái nhà. Tuy nhiên, vị trí của kẻ nổ súng được cho là nằm ngoài phạm vi an ninh đã đặt ra câu hỏi về quy mô và nỗ lực bảo vệ khu vực ông Trump gặp mặt người ủng hộ. Theo đài truyền hình CNN, ngày 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chỉ đạo giám đốc USSS Kimberly Chittle xem xét và đánh giá lại tất cả các biện pháp an ninh cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa sắp tới. Các nhà lập pháp lưỡng đảng đã yêu cầu USSS có câu trả lời về tình hình an ninh và tổ chức các phiên điều trần về vụ việc. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố sẽ điều tra đầy đủ về vụ nổ súng với những lời khai từ USSS, DHS và FBI đồng thời hai thành viên đảng cộng hòa trong ủy ban an ninh nội địa thượng viện cũng đã kêu gọi điều tra trong khi đó cục điều tra liên bang mỹ fbi cũng đang dẫn đầu một cuộc điều tra về âm mưu ám sát bất thành ngoài ra bộ an ninh nội địa usss và quốc hội cũng sẽ tiến hành điều tra thêm cho đến nay vẫn chưa rõ làm thế nào mà nghi phạm bắn tỉa có thể treo lên nóc nhà ở khoảng cách tương đối gần so với điểm đứng của ông trump cũng như lý do tại sao tòa nhà đó lại không nằm trong phạm vi an ninh nghiêm ngặt về phần mình usss cùng lực lượng hành pháp ở Pennsylvania, những người hỗ trợ đảm bảo an toàn cho địa điểm vận động tranh cử, cũng như các nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Trump ra sức phủ nhận những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng cơ quan này đã từ chối yêu cầu trước ban vận động trong việc bảo vệ thêm cho ông Trump. Người phát ngôn USSS Anthony Gunkemi tuyên bố, Thông tin một thành viên trong nhóm chiến dịch của cựu Tổng thống Trump yêu cầu bổ sung nguồn lực an ninh, nhưng yêu cầu đó đã bị từ chối là sai sự thật. Thực tế, chúng tôi đã bổ sung các tài nguyên, công nghệ và khả năng bảo vệ khi chiến dịch tăng tốc. FBI cũng đã bác bỏ thông tin này vào tối 12 tháng 7. Kevin Rojek, đặc vụ FBI phụ trách văn phòng Pittsburgh cho biết trong một cuộc họp báo, FBI chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu bổ sung an ninh nào. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ Nhà Trắng đã phát biểu kêu gọi người dân Mỹ hãy hạ nhiệt độ chính trị. Ông Biden cho biết vụ nổ súng vào ông Trump là lời nhắc nhở tất cả chúng ta cần lùi lại một bước. Ông Biden khẳng định, chúng tôi không được phép bình thường hóa bạo lực. Ngôn từ chính trị trong đất nước này đã trở nên rất nóng, đã đến lúc hạ nhiệt. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc này. Bài phát biểu của Tổng thống Biden kéo dài khoảng 7 phút và được phát trực tiếp trên các mạng tin lớn, trong đó có Fox News. Ông Biden nhấn mạnh, tại Mỹ, chúng ta giải quyết khác biệt thông qua hòm phiếu, chứ không phải là bằng những phát đạn. Tổng thống Biden cho biết ông đã có cuộc trò chuyện ngắn nhưng suôn sẻ với ông Trump trước đó và cảm thấy yên lòng vì ông Trump ổn định và đang hồi phục. Sau vụ ám sát ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, đội ngũ phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhanh chóng thay đổi chiến lược, đồng thời ngừng công kích ông Trump để tập trung vào thông điệp đoàn kết. Trong vòng vài giờ sau vụ ám sát bất thành vào hôm 13 tháng 7, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gỡ bỏ các quảng cáo trên truyền hình và đình chỉ các hoạt động truyền thông chính trị khác, bao gồm cả những quảng cáo nhằm nêu bật những vụ án hình sự nhằm vào ông Trump. Theo các quan chức giấu tên, thay vì công kích ông Trump trong những ngày tới, Nhà Trắng và đường ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ gợi lại lịch sử về việc Tổng thống Biden lên án tất cả các vụ bạo lực chính trị, bao gồm cả những lời chỉ trích gay cắt của ông Biden về sự rối loạn do các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học nhằm phản đối xung đột Gaza-Israel. Trong bối cảnh thế giới rúng động trước tin ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump bị bắn giữa thanh thiên bạch nhật khi đang vận động tranh cử Ngày 15 tháng 7, ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống, cựu thủ tướng và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nhận định: "Ứng viên Donald Trump đã giành chiến thắng từ trước trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới." Ông Medvedev viết trên tài khoản mạng xã hội X của mình, đăng kèm bức ảnh ông Trump: "Ông ấy chắc chắn chiến thắng, chỉ cần ông ấy không bị ám sát." Ngày 14 tháng 7, báo Politico của Mỹ dẫn các cuộc thăm dò toàn quốc cho biết ông Biden vẫn đang bám đuổi sát ông Trump. Các cuộc thăm dò của CBS News Fox News và NBC News được tiến hành từ trước vụ ám sát hụt ông Trump và mới được công bố vào sáng 14 tháng 7 theo giờ địa phương. Cuộc thăm dò của Fox News cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden một điểm trong cuộc đua trực tiếp toàn quốc với tỷ lệ 49% so với 48%. Trong cuộc thăm dò của NBC News, ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 45% so với 43%. Trong cuộc thăm dò so của CBS News, khảo sát cử tri ở 7 bang chiến trường quan trọng cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 50% so với 48%. Tiếp theo là những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng lo lắng cho tính mạng của mình khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vẫn tiếp diễn một quan chức cấp cao của châu âu cho biết ông zelensky ngày càng hoang tưởng về việc nga nỗ lực ám sát ông và làm mất ổn định giới lãnh đạo ukraine hãng tin reuters đã trò chuyện với tám quan chức ukraine và nước ngoài hiện tại và trước đây cũng như với một số bạn bè và đồng nghiệp trong quá khứ của ông zelensky theo hãng tin này họ vẽ nên bức chân dung của một nhà lãnh đạo trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn ít khoan dung với sai lầm và thậm chí dễ bị hoang tưởng khi phải đối mặt với căng thẳng và mệt mỏi suốt ngày đêm Reuters đưa tin, ông Zelensky hoàn toàn khác so với diễn viên hài truyền hình mà ông từng là trước khi đắc cử vào năm 2019. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow đã cố gắng giết ông mà không cung cấp bất kỳ chi tiết hoặc bằng chứng nào. Vào tháng 5, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, hai đại tá được giao nhiệm vụ bảo vệ các quan chức cấp cao đã bị bắt giữ vì nghi ngờ được Moscow tuyển dụng để ám sát Zelensky ông dmitry polyansky phó đại sứ nga tại liên hợp quốc đã phủ nhận cáo buộc cố gắng loại bỏ zelensky chúng tôi không có kế hoạch nào như vậy cựu bộ trưởng quốc phòng ukraine alexei resnikov cho biết zelensky hoạt động trong một chế độ thiếu ngủ ông giải thích cuộc sống của vị chính trị gia ukraine này bao gồm các cuộc tham vấn vào ban đêm và các bài phát biểu trước quốc hội thượng viện bất kể thời gian nào theo Resnikov, ông Zelensky có một túi đồ dự phòng với quần áo thay và bàn chải đánh răng vì ông thường không biết mình sẽ ngủ qua đêm ở đâu. Ông Resnikov cho biết thêm, ông ấy ở trong trạng thái căng thẳng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đó là một cuộc chạy marathon không bao giờ kết thúc. Chuyển sang các tin tức liên quan đến tình hình ở Trung Đông. Thưa quý vị, bất chấp các cuộc biểu tình phản đối diễn ra trên khắp thế giới, giới chức Israel vẫn giữ nguyên chiến thuật tìm và diệt các thủ lĩnh Hamas và cho rằng đây là giải pháp hiệu quả nhất để tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn. Cuối tuần qua, Israel liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas nhưng gây thương vong lớn cho dân thường ở Gaza. Người Palestine hôm 14 tháng 7 đã tổ chức cuộc tổng đình công tại một số thành phố ở bờ Tây để phản đối cuộc tấn công đẫm máu của Israel vào khu vực nhân đạo Al-Mawasi thuộc Khan Yunis, phía nam giải Gaza. Làn sóng dư luận quốc tế giận dữ vì cuộc tấn công nhằm vào một khu vực mà Israel chỉ định là an toàn và không hề có bất cứ thông báo trước. Sự giận dữ này làm bùng lên các cuộc biểu tình ở rất nhiều thành phố trên thế giới. Trong một diễn biến liên quan, thủ tướng Netanyahu cho biết tất cả các thủ lĩnh của Hamas đều bị đưa vào danh sách tử hình và khẳng định chiến thuật này sẽ đưa Hamas đến gần hơn với việc chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. Cơ quan phòng vệ dân sự ở Gaza ngày 14 tháng 7 thông báo rằng 15 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào một trường học. Theo AFP, vụ tấn công vào địa điểm Abu Araban do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Cứu trợ Người Tị nạn Palestine UNRWA điều hành ở trại Nusrat thuộc miền trung giải Gaza là vụ tấn công thứ 5 nhắm vào trường học được chuyển thành một nơi trú ẩn trong 8 ngày qua. Phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ Dân sự ở Gaza, Mahmoud Basan phát biểu với AFP rằng trường học Abu Araban là nơi ở của hàng ngàn người phải di rời, đồng thời khẳng định hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 14 tháng 7 tuyên bố họ đã tiến hành hai hoạt động quân sự, trong đó có hoạt động nhắm vào thành phố Eilat của Israel. Theo Reuters, phát ngôn viên Houthi JaJa Sari cho biết rằng lực lượng này đã nhắm vào tàu MSC Unifix của Israel ở vịnh Aden bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái UAV. Đồng thời tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố Eilat bằng UAV. Ông Sari còn cho biết rằng các hoạt động quân sự mới nhất của Houthi nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào trại al mawasi trong thành phố Khan Yunis thuộc miền nam giải Gaza hôm 13 tháng 7. Cuộc tấn công đó đã khiến ít nhất 90 người Palestine thiệt mạng và 300 người bị thương, theo cơ quan y tế Gaza. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom viết trên mạng xã hội X rằng họ đã tiêu diệt hai UAV, một xuồng không người lái USV của Houthi ở Biển Đỏ và một UAV trong khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Sencom nhấn mạnh những hệ thống này bị xác định là mối đe dọa sắp xảy ra đối với Mỹ, lực lượng liên minh và các tàu buôn trong khu vực. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Politico đưa tin các ngoại trưởng liên minh châu Âu EU sẽ thể hiện thái độ giận dữ với Hungary bằng cách tẩy chay hội nghị do nước này tổ chức ở Budapest trong tháng 8. Thay vào đó, họ sẽ dự một hội nghị khác Hungary, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, có kế hoạch tổ chức hội nghị ngoại trưởng tại Budapest từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 8. Đây dự kiến sẽ là dịp để Thủ tướng Hungary Viktor Orbán định hình chính sách đối ngoại của khối và để Ngoại trưởng Peter Sijjato đóng vai trò trung tâm. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Orbán không ủng hộ việc viện trợ cho Ukraine và tự thực hiện các chuyến đi mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình đến Nga và Trung Quốc mà không phối hợp với 26 quốc gia khác của EU, nhiều ngoại trưởng trong khối muốn tránh hoạt động mà họ cho rằng Thủ tướng Orbán sẽ lái theo ý ông. Ông Josep Borrell, quan chức phụ trách đối ngoại của EU tiết lộ với báo chí, sẽ triệu tập các ngoại trưởng đến họp hội đồng đối ngoại vào thời gian Hungary tổ chức hội nghị ngoại trưởng. Với hành động tẩy chay hội nghị ngoại giao ở Budapest, các ngoại trưởng EU hy vọng có thể hạn chế Hungary tự làm theo ý mình. Một nhà ngoại giao cho biết, nếu có một cuộc họp hội đồng đối ngoại chính thức do đại diện cấp cao tổ chức cùng ngày, các ngoại trưởng sẽ không thể đến Budapest. Một nhà ngoại giao khác phát biểu thêm rằng, bằng cách tẩy chay hội nghị ở Budapest, các ngoại trưởng muốn gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Hungary không được lên tiếng thay mặt EU. Kế hoạch này đã được thảo luận không chính thức với nhiều nước EU, trong đó có Pháp và Đức. Ngày 17 tháng 7, nhóm của ông Borrell sẽ trình bày kế hoạch này với 27 đại diện thường trực của EU. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7, Điện Kremlin cảnh báo việc Mỹ đưa tên lửa tầm xa tới Đức có thể khiến thủ đô các nước châu Âu trở thành mục tiêu của tên lửa Nga, lặp lại cuộc đối đầu theo kiểu chiến tranh lạnh. Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo về một nghịch lý, trong đó châu Âu là mục tiêu của tên lửa của chúng tôi, còn đất nước của chúng tôi là mục tiêu của tên lửa Mỹ đặt tại châu Âu. Chúng tôi có năng lực để ngăn chặn những tên lửa này. Tuy nhiên, bên có thể trở thành nạn nhân là thủ đô của các nước này. Ông Peskov ngày 13 tháng 7 nói với kênh truyền hình Russia 1 của Nga. Người phát ngôn điện Kremlin cũng ám chỉ rằng một cuộc đối đầu như vậy có thể làm suy yếu toàn bộ châu Âu, tương tự như cách Chiến tranh Lạnh đã kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô. Châu Âu sẽ tan rã. Châu Âu không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Lịch sử lặp lại là điều không thể tránh khỏi ông cảnh báo. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 10 tháng 7, Mỹ thông báo sẽ bố trí vũ khí tầm xa định kỳ, gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức từ năm 2026, coi đây là biện pháp gian đe. Việc triển khai những năng lực tiên tiến này sẽ minh chứng sự cam kết của Mỹ đối với NATO và đóng góp vào khả năng gian đe chung của châu Âu, Nhà Trắng giải thích. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi quyết định của Mỹ, bất chấp sự chỉ trích từ các thành viên Đảng dân chủ xã hội của ông. Quyết định trên đánh dấu các tên lửa hành trình Mỹ sẽ được triển khai trở lại Đức sau 20 năm vàng bóng. Khoảng 50.000 quả đạn pháo dự kiến sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng 7 và tháng 8 với số lượng giao hàng tăng lên từ 80 đến 100.000 quả đạn pháo bắt đầu từ tháng 9. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đã đến Ukraine vào cuối tháng 6. Vào tháng 4, Thủ tướng Peter Fiala cho biết Ukraine sẽ nhận được 1,5 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc trong vòng một năm. Tổng thống Séc Peter Pavel lần đầu tiên thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Cộng hòa Séc đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm. Nguồn cung cấp số lượng đạn pháo này vẫn chưa được tiết lộ. Theo một đại diện quân đội Ukraine, kế hoạch này được cho là sẽ chi khoảng 200 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Séc Peter Pavel đã gặp gỡ đại diện của các công ty năng lượng lớn của Hoa Kỳ tại thành phố Hudson trong ngày 12 tháng 7. Ông nhấn mạnh đã thảo luận về an ninh năng lượng và các nguồn dầu khí có thể có từ các quốc gia khác ngoài Nga với đại diện từ các công ty năng lượng của Mỹ và dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán như vậy trong tương lai. Hôm 12 tháng 7, tờ New York Times đưa tin các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không kỳ vọng Ukraine sẽ thực hiện nỗ lực phản công mới nhằm đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay. Bất chấp việc các quốc gia thành viên đã cam kết cung cấp vũ khí mới trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo nguồn tin, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần này, Ukraine đã nhận được cam kết cung cấp thêm tên lửa, xe bọc thép và đạn dược từ Mỹ và các đồng minh các quốc gia này đồng thời cũng cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết sẽ mất nhiều tháng và nhiều năm để việc chuyển giao vũ khí hoàn tất vì một số trong đó vẫn chưa được sản xuất. Phát biểu với điều kiện giấu tên, một quan chức cấp cao của NATO tiết lộ viện trợ sẽ đẩy cho Kiev vào con đường tiến tới một cuộc phản công mới vào năm 2025. Một người khác cho biết quân đội Ukraine sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong ít nhất 6 tháng nữa. Chính phủ Ukraine đã đổ lỗi cho việc cung cấp vũ khí không đủ của phương Tây là nguyên nhân gây ra thất bại cho lực lượng của họ trên chiến trường, bao gồm cả trong cuộc phản công hồi cuối năm ngoái. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn về vấn đề tương tự. Ông tuyên bố rằng Kiev có quân đội sẵn sàng chờ được trang bị vũ khí, chúng tôi có mong muốn phát động một cuộc phản công, nhưng các công cụ vẫn chưa đến. Tức là chúng tôi có các lữ đoàn mà không có vũ khí. Chúng tôi có lực lượng dự bị. Chúng tôi có 14 lữ đoàn vũ trang, nhưng chưa có vũ khí phù hợp. Ông Zelensky nói với hãng tin Bloomberg, giới chức phương Tây đã đổ lỗi một phần do chính Kiev. Theo đó, Tổng thống Zelensky được cho là đã nhiều lần vượt quyền giới lãnh đạo quân sự Ukraine để ưu tiên các mục tiêu chính trị. Chẳng hạn, Đầu năm 2023, ông đã dồn lực để phòng thủ thành phố Bang Mớt, từ chối lời kêu gọi của các quan chức quân đội Mỹ rút lui và bảo toàn quân đội để phản công. Về phần mình, Moscow từng tuyên bố không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi kết quả cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Nga, sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ kéo dài tình trạng thù địch một cách không cần thiết. Các quan chức Nga cũng dự đoán vũ khí do phương Tây sản xuất sẽ bị thiêu dụi giống như các vũ khí của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamyshin cho biết, Kiev đang trên đà sản xuất nhiều hơn đáng kể các máy bay tấn công không người lái FPV vào cuối năm nay so với mục tiêu ban đầu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, DC Ông Kamishin cho biết máy bay tấn công không người lái FPV chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang leo thang hiện nay. Ông gọi FPV là máy bay không người lái cối và máy bay không người lái pháo binh để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác. Năm nay, chúng tôi sẽ sản xuất hơn 1 triệu FPV so với dự kiến, các máy bay tấn công tầm trung, tầm xa sẽ được ưu tiên sản xuất vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn trên chiến trường, ông Kamishi nói. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Theo ông Kamishin, trong khoảng 1 triệu FPV sẽ ra đời vào năm 2025, có hơn 10.000 máy bay tấn công tầm trung có khả năng bay hàng trăm km và hơn 1.000 máy bay tầm xa có khả năng tiếp cận các mục tiêu cách bệ phóng 1.000 km. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái FPV đã được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu. Cả hai bên đều nỗ lực phát huy tối đa khả năng tấn công của những vũ khí giá rẻ này bằng cách buộc thuốc nổ vào chúng và sử dụng chúng để tấn công đối phương từ xe bọc thép đến binh lính trong chiến hào. Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa, loại lớn hơn loại FPV giá rẻ để thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga và nhằm vào các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng của nước này kiev đồng thời sử dụng vũ khí tự chế và cải tiến chúng cho các nhiệm vụ khác ví dụ nước này đã trang bị cho máy bay không người lái của hải quân các bệ phóng tên lửa và biến một trong những tên lửa hành trình chống hạm của mình thành vũ khí tấn công trên bộ những cải tiến này đã giúp kiev giành được những lợi thế nhất định trên chiến trường những hệ thống vũ khí tự chế này đã mang lại cho kiev khả năng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động ra ngoài biên giới đặc biệt là khi nước này vẫn đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho những mục đích như vậy. Chúng tôi đã chứng minh rằng không có ranh giới đỏ nào cả. Bây giờ, chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, khoảng 1.500 km, ông Kamishi nói. Hiện Nga và Ukraine đều đang nỗ lực tăng cường sản lượng phòng không để đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường Năm 2023, Nga dành 21% tổng chi tiêu liên bang vào lĩnh vực quốc phòng, tăng từ mức gần 14% vào năm 2020. Ngân sách liên bang năm 2024 của Nga yêu cầu tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thậm chí còn lớn hơn ở mức 29%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.